nó chôm chôm với sầu riêng thôi, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái, chôm chôm thường. Với sầu riêng. Với sầu riêng. Cái chôm chôm này nè, này cô trồng tổng nó được khoảng bao nhiêu cây? Là 60 cây cái hàng thái. Hàng thái còn 60 cái thường cây. Này hồi xưa á, nó còn nguyên á là 110 mấy cây. Sau này cây lớn. Một năm cái nguồn thu nhập của cô bán cái chỗ nó trái cây này nè. Chôm chôm sầu riêng á thì khoảng được bao nhiêu tiền? Hồi năm ngoái thì giãn cách. Dạ. Bán gần 200 triệu. Dạ. Nó giãn cách rồi á. Riêng quý vị thấy không? Rất là nhiều. Cô chú không làm kịp á, làm kịp. Né né thì nhà đừng có vô trong cái gốc cây. Đi xuống cái suối luôn á. Cháu cái suối là nước chảy quanh năm không cô? Chảy quanh năm. Đây quý vị, đây nha. Có cây chôm chôm nó đang chín. Đây là cái phía sau của miếng đất nào quý vị, nó giáp suối. Ồ, suối đẹp quá ra. Suối nước trong khe. Cái này là thái nè. Xin chào quý vị khán giả kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Trước tiên thì xin gửi đến quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc nha quý vị. Chúc quý vị năm 2022 thành công trên mọi lĩnh vực. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem, đăng ký, giúp đỡ kênh chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV đang có mặt tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây là một cái vườn sầu riêng với lại chôm chôm quý vị nè. Đây là chôm chôm kẽm nè, chôm chôm thái á. Chôm chôm này rất là ngọt nhưng bây giờ nó chưa có chín. Đó, quý vị thấy không, nguyên một cái vườn sầu riêng chôm chôm quá trời luôn. Nhiều lắm quý vị. Ai mà lên đó còn chữ ổng leo hả? Hồi xưa cột á, ổng hồi năm ngoái ổng cột. Ừ, mà đi đó chứ, mà đi trong khắp rồi chứ, mình giờ này mà còn leo đó còn chứ không. Năm nay ổng cho ổng leo nữa. Cô, cái vườn này với tổng diện tích là bao nhiêu? Hồi xưa là cái sổ đỏ là 11.000 600 mấy mét gì ạ? 11.600 mấy. Đó. Là một mẫu mốt. Cô Dung có chụp lại cái sổ sậu đỏ này. Dạ. Cái miếng đất này nó được bao nhiêu thổ cư vậy cô? 300 mét thổ cư. 300 mét thổ cư. Dạ. Cái đường đi vào á thì từ cái mặt tiền đường nhựa đó, đường chính là Xà Bang với lại Láng Lớn phải không cô? Đúng rồi. Đi xuống là Láng Lớn, còn đi lên là Xà Bang. Dạ. Từ cái đường đó mà đi vô tới miếng đất mình á. Là nó bao khoảng bao nhiêu mét? Cũng không biết nữa, cái này cô cũng không có rành. Dạ, cô là chủ miếng đất này mà đúng không? Đúng rồi. Cái bề ngang cái miếng đất, bề ngang cái đường vô là nãy con đi còn thấy cỏ nó nhiều quá mà cái đường đó thì hồi xưa đó thì mua thì hai anh em cột chèo, cái đứa em rể thì bán đất, còn ông anh thì còn ở đây cái ông ảnh cho đi nhờ. Dạ. Rồi sau này ông anh đó bán đất cho cái chị Nhị này rồi. Rồi ông anh nói là cái đường này không có được bích của người ta, là phải cho người ta đi. Dạ. Như vậy là cái đường này đường đi chung á. Dạ, cái miếng rồi. Chủ trước là họ mua là anh em với lại gia đình cô mà họ bán lại rồi đúng không? Dạ. Bán lại rồi bây giờ họ đi qua Đài Loan rồi. Dạ, họ qua nước ngoài rồi. Dạ. Dạ, con đường này thì bây giờ vẫn là con đường đi chung. Dạ. Có giấy tờ gì không cô? Cũng không có giấy. Họ cho đi nhờ mà họ đâu có cho giấy. Ủa vậy thì nếu mà họ cho đi nhờ mai mốt họ biết lại rồi sao? Có gì không, theo như là cái luật ở ngoài xã thì không có được bích của người ta. Dạ. Cứ hồi xưa tới giờ từ năm 1992 á là mua cái miếng đất tới bây giờ á. Dạ. Con gái của cô bây giờ cũng hai đứa con rồi đó. Dạ. Ở trên cái mảnh đất mình á thì mình trồng, con thấy là có chôm chôm nè, sầu riêng nè. Đúng rồi. Rồi có cái gì nữa cô? Chỉ có chôm chôm với sầu riêng thôi, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái, chôm chôm thường. Sầu riêng. Với sầu riêng. Dạ. Cái chôm chôm này nè, này cô trồng tổng nó được khoảng bao nhiêu cây? Là 60 cây cái hàng thái. Hàng thái. Còn 60 cái thường cây. Này hồi xưa á nó còn nguyên á là 110 mấy cây. Sau này cây lớn quá rồi cô cưa. Năm 2019 á cô cưa lại, bây giờ nó mọc cái chồi thì nó cũng có trái nè. Về khoảng chừng có mấy chục cây á. Khoảng 100 cây ha. Chôm chôm chắc khoảng 100 cây. Hơn 100 cây á, hơn thái thường luôn. Sầu riêng thì khoảng bao nhiêu cây con? Sầu riêng thì hồi xưa cô trồng hết ba mấy cây rồi, mà bây giờ hồi xưa mới làm không biết làm á. Dạ. Hơn hết mấy cây rồi. Chắc cũng còn có 20 mấy á. Mấy 30 cây. Ừ, đúng rồi. Dạ.
Một năm cái nguồn thu nhập của cô bán cái chỗ nó trái cây này nè, chôm chôm sầu riêng á, thì khoảng được bao nhiêu tiền? Hồi hồi năm ngoái thì giãn cách Dạ. bán gần 200 triệu, tại nó Dạ. giãn cách rồi đó, là mấy năm kia thì bán hơn. Là hơn hơn 200 triệu hả? Năm nay thì chắc là Năm nay thì cái trái nó đặc hơn nữa, trái dạ, sai hơn nữa, năm nay trái sai hơn. sai hơn á, cháu thấy không? Trái Dạ. nhại đây, chưa Sầu chín nha, riêng. chín là thấy mê luôn á. Sầu riêng trái Dạ. sai ghê ha. Trái ngon Có lắm. chỗ nào mà chôm chôm chín không cô? Hả? Bây giờ nó cũng vàng vàng thôi, năm nay Dạ. nó ra bông muộn đó cháu. À, cây chôm chôm này ở trên có chín nè, Ngon còn lắm, sầu riêng trời quý ơi. vị thấy Cái không, mùa rất là này tại nhiều. cô chú không làm kịp, mới làm kịp dọn Né né thì nhà đẹp đừng lắm. có Cái vô đất nó trong vàng cái vàng, gốc cây. đi xuống cái suối luôn á, cháu xuống Cái suối suối luôn. là nước chảy quanh năm không cô? Chạy quanh năm luôn. À, với cô cho con hỏi là cái bây giờ cô ơi, Hả? giờ cái miếng đất này cô đang kêu bán, gia đình đang kêu bán cái giá bao nhiêu tiền vậy? Thì 2 tỷ một xào á. 2 tỷ một sào. Như vậy là ở đây tới 22 tỷ luôn hả? Ở ngoài cô đang ở là 4 tỷ xào á. Dạ, hai tỷ một Mà nó sào. có cái đường nhựa mặt tiền, còn ở đây thì không, thì không có, thì cô bán rẻ một nửa là đúng giá rồi. Dạ, con thấy Không có mắc con đâu thấy cháu. cái vườn trái cây thì nó đẹp thiệt, nhưng mà Đẹp. miếng đất á thì có suối thì cũng được. Chút xíu Có con sẽ suối quay cái rồi, suối. với lại có thổ cư nữa. Dạ, có thổ cư nhưng mà cái Đầy đường đi đủ vào mà. á, cái đường Hả? đi vào thì nó chưa được Đúng rồi. nó chưa được tốt lắm, nó chưa có giấy tờ, chưa có đồ, nhưng mà bán cái giá hơi căng á cô. Đúng không? Thì cô bán giá này, nếu mà bán được thì bán, còn không bán được thì cô để làm cũng được. Dạ. Chuẩn bị coi sầu riêng nè. Sầu riêng nè. Quá trời trái luôn quý vị. Nhìn ở trong video vậy thôi chứ ở ngoài á nhìn rất là Trái nhiều, thơm đâu. nhiều trái. Rồi coi sao. Chín nào. 300 thổ cư cho nó nằm ở vị trí này. Ở đây có một cái căn nhà cấp 4 nhưng mà không có ở cho nên là phá bỏ rồi quý vị. Sáng tao gọi điện sớm để cái hai trái đó là rất là ngon. Dạ hả? Gọi trễ quá. Bây giờ nó mới dài như kia kìa em, suốt dài xa lắm. Dài 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 nó bóng rồng cỏ nhìn thấy quê mênh mông luôn. Suốt dài dưới suối lắm. Mình xem sầu riêng như chôm chôm nè. Dài dưới suối lắm. Cái đất này năm nào chị cũng cháu ở bán thành phố là ở chi chỗ chi vậy? Đó, quý vị thấy không? Cái miếng này thì tổng diện tích nó là 11.600 m² đó quý vị. 300 thổ cư. Nó tọa lạc tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. À, nguyên một cái vườn chôm chôm gần 200 cây và khoảng gần 30 cây sầu riêng. Sầu riêng trái nhiều lắm. Hiện tại thì chủ nhà đang kêu bán cái giá là 2 tỷ một sào. Thì tổng ở đây là khoảng 22 tỷ đó quý vị. Phía sau có suối, cỏ nhiều quá. Đây, hai ông bà cũng lớn tuổi rồi. Họ chăm sóc cái miếng rẫy lớn như vậy là rất là mà là mệt đó quý vị. Quý vị thấy chôm chôm nè. Đây nè, nó vàng vàng là nó sắp chín rồi nè. Đó. Vô cái vườn chôm chôm này thấy mê luôn các vị. Ý, đây nè. Rung lại chút xíu các vị xem đó. Chôm chôm với sầu riêng. Các bạn thấy nó chín đây nè.
chôm rất là ngọt nha quý vị. Một chút xíu nữa tôi sẽ quay cái đường ra cho quý vị mình xem. Cái đường ra mà hiện tại thì cũng có đó, rất là cao. Ở đây mà ai mà mê cái vườn trái cây đó thì mình thương lượng cái miếng này, giá và thương lượng cái miếng này thì phù hợp nè. Nhưng chỉ có cái con đường thôi, làm sao mà để cho chủ nhà họ làm được cái giấy xác nhận của xã đó, đó là một con đường đi đi chung thì tốt. Đây là cái phía sau của miếng đất nào quý vị, nó giáp suối. Ồ, suối đẹp quá ta, suối nước trong khe. Suối rất là đẹp quý vị. Đây quý vị thấy có cây tre nè. Đây cây mít tố nữ. Mà bên này bên kia là cái đám sinh thái. Đó băng ra qua là sinh thái. Băng qua đây là đường cái lớn. Dạ. Đây nó cũng gần cái con đường gần cái lớn. Đường chính Sà Bang với bên này gần đường chính đường lộ luôn nè, bên này cũng gần gần đường chính ra đường sinh thái luôn nè. Dạ. Ở đây thì nó cách trung tâm thương mại Kim Long tầm khoảng chừng 4 km. Đúng rồi. Nó cách trung tâm thương mại Ngã Giao và bệnh viện huyện Châu Đức tầm khoảng chừng 10 km quý vị. Ở đây thì nó gần nếu mà cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mình á tầm khoảng chừng 75 km. Đây là nguyên một cái vườn trái cây chôm chôm sầu riêng. Đây quý vị, đây nè, có cây chôm chôm nó đang chín. Đây chôm chôm nó đang chín nè. Chôm chôm rất là sai nha, sai trái lắm. Quý vị nhìn kỹ coi. Đây, nguyên một cái vườn cỏ luôn, quý vị xem. Hai ông bà cũng lớn tuổi rồi. Con cái thì họ cũng có người thì đi làm nhà nước, có người thì ở Sài Gòn. Cho nên là không có phụ chăm sóc được. Để cỏ rất là nhiều. Thôi video tới đây thì xin kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem hết video. Quan tâm thì vui lòng liên hệ cái số điện thoại mà kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV chúng tôi để bên dưới đó. Chúng tôi sẽ kết nối cho quý vị mình gặp trực tiếp chủ nhà. Trước tiên là mình xem về cái pháp lý. Thứ hai là mình đàm phán thương lượng giá cả quý vị nha. Cây sầu riêng, trái rất là nhiều quý vị.